Tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi ảnh Tổ quốc bên bờ sóng. Cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức. Đến dự và trao giải có đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tổ quốc bên bờ sóng là một trong những hình thức sinh hoạt chính trị xã hội động viên khuyến khích những người yêu thích nhiếp ảnh sáng tạo tác phẩm có giá trị về nội dung và nghệ thuật, phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền cũng như nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đồng thời khẳng định quan điểm của Đảng kiên quyết kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo vùng trời. Qua đó góp phần thực hiện thành công nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 13. Tại cuộc thi năm nay, ban tổ chức đã tôn vinh và trao 10 giải khuyến khích, 6 giải ba, 4 giải nhì và 2 giải nhất cho nhiếp ảnh gia Lê Châu Đạo đến từ Phú Yên và Từ Thế Duy đến từ Kiên Giang. Ban tổ chức cũng cho biết cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về biển đảo quê hương do Ban Tuyên giáo chủ trì sẽ diễn ra 2 năm một lần với nhiều chủ đề, mở ra không gian sáng tạo cho đội ngũ nghệ thuật nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên cả nước tham gia.